xuất hiện biến chủng SARS-CoV-2 mới, dễ nhiễm hơn cả Delta. Mẹ và con của nam tài xế Bắc Nam dương tính SARS-CoV-2. Hai F1 xét nghiệm lần 3 mới phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Ca nhiễm COVID-19 duy nhất tại Sơn La được xuất viện sau 37 ngày điều trị. Đi tiêm vaccine phòng COVID-19, bị tiêm 2 mũi liên tiếp trong 30 phút. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 cập nhật 23 tháng 6 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Tờ Indian Today ngày 23 tháng 6 đưa tin, giới chức y tế Ấn Độ đã xác định được một biến chủng mới của SARS-CoV-2 thuộc nhóm gây quan ngại, phát triển từ biến chủng Delta, vốn đang khiến đại dịch diễn biến phức tạp tại nhiều nước. Biến chủng mới được gọi là Delta Plus B161721 hoặc AI1 đã xuất hiện tại bang Maharashtra, nơi có 16 ca mắc được phát hiện vào ngày 22 tháng 6, cũng như tại các bang Kerala và Madhya Pradesh. Phân tích trình tự gen do các phòng thí nghiệm ở Ấn Độ tiến hành cho thấy, biến chủng Delta Plus gia tăng khả năng nhiễm, có khả năng bám mạnh hơn vào các tế bào phổi và có nguy cơ giảm phản ứng kháng thể đơn dòng. Bộ Y tế Ấn Độ ra thông cáo vào tối 22 tháng 6 về việc đã khuyến cáo 3 bang trên cần tập trung và tăng tính hiệu quả phòng chống dịch. Lãnh đạo các bang cần có biện pháp khống chế ngay lập tức tại các quận và cụm lây nhiễm, bao gồm việc ngăn mọi người tiếp xúc, gia tăng xét nghiệm, truy vết và tiêm vaccine dựa trên mức độ ưu tiên. Hiện biến chủng Delta đã lây lan tại ít nhất 62 nước và là thủ phạm chính trong nhiều đợt bùng phát dịch ở châu Á và châu Phi. Thưa quý vị, tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới là những người thân của anh PVV làm nghề lái xe Bắc Nam, bệnh nhân 13374 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Hai trường hợp dương tính mới là bà VTT, sinh năm 1936, là mẹ anh V và cháu PHA, sinh năm 2012, là con trai anh V. Cả hai trường hợp này đã được cách ly tập trung, hiện đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 6, huyện Yên Mỹ đã ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 liên quan đến vùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Yên Mỹ đã điều tra truy vết được 153 trường hợp F1, 424 trường hợp F2, 744 trường hợp F3, đưa đi cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn toàn bộ gia đình các trường hợp F0, F1 và các hộ gia đình liên quan, vận động người dân khai báo y tế, thực hiện phong tỏa và cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 tại một số địa bàn. Sáng 23 tháng 6, qua kết quả xét nghiệm, ngành y tế Lào Cai thông báo có thêm 2 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại thành phố Lào Cai. Hai trường hợp này là F1 của bệnh nhân 12255. Theo điều tra truy vết, một trường hợp ở số nhà 92 Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải, tiếp xúc với bệnh nhân 12255 ngày 15 tháng 6. Trường hợp còn lại ở đường Nguyễn Khuyến, phường Cốc Lếu, tiếp xúc với bệnh nhân 12255 ngày 14 tháng 6. Cả hai người này đã được thực hiện cách ly tập trung từ ngày 18 tháng 6. Xác định đây là các trường hợp có nguy cơ cao, các nghi nhiễm được lấy mẫu các ngày 18 và 21 tháng 6, kết quả âm tính nhưng lần thứ 3, đêm 22 tháng 6 lại cho kết quả dương tính. Các ca dương tính này đã được chuyển từ khu cách ly tập trung về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Hiện tại sức khỏe bình thường, không có triệu chứng liên quan đến bệnh. Sau 37 ngày nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Sơn La đã xuất viện và tiếp tục cách ly 14 ngày tại khu cách ly huyện Mai Sơn. Theo CDC Sơn La, bệnh nhân 4367, chị MTT 38 tuổi là bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận tại tỉnh Sơn La. Đây là nữ công nhân trở về từ ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Ngày 13 và 14 tháng 5, chị T từ vùng dịch Bắc Giang trở về nơi cư trú tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn. Ngày 17 tháng 5, bệnh nhân được xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly điều trị ngay sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau nửa tháng điều trị, cuối tháng 5, sức khỏe của bệnh nhân 4367 mới tạm thời ổn định, không còn khó thở, ho nhiều về đêm, mất khứu giác và x-quang phổi bình thường. Tuy nhiên, mẫu xét nghiệm của bệnh nhân này vẫn dương tính với tải lượng virus cao. Ngày 12 tháng 6, mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của bệnh nhân mới có kết quả âm tính lần 1. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục sau 37 ngày điều trị và 3 lần xét nghiệm gần đây đều cho kết quả âm tính, bệnh nhân được ra viện. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 6, trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Vũ Hữu Minh, nhân viên thuộc phòng khai thác hàng xuất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 22 tháng 6, sau khi được khám sàng lọc, bảo đảm điều kiện tiêm vaccine, y tá coi hồ sơ và đã tiêm mũi đầu tiên. Sau khi tiêm xong, ông Minh cầm hồ sơ đi xuống bàn dưới, một nhân viên y tá coi hồ sơ, tiếp tục bảo ông ngồi vào bàn và quay mặt đi. Lúc này y tá tiêm cho ông Minh một mũi vaccine nữa. Như vậy, từ khung giờ 15:30 đến 16 giờ, ông Minh đã được tiêm 2 mũi vaccine. Ông chia sẻ,
Tôi bất ngờ khi cầm hồ sơ mà không ai hỏi đã tiêm chưa. Khi tiêm mũi thứ hai, tôi thắc mắc với y tá và anh em đồng nghiệp vì sao lại tiêm liên tiếp như vậy. Anh y tá nghe vậy liền nhanh chóng đưa tôi xuống phòng y tế. Ông Minh cho rằng thông tin nói ông cố tình để được tiêm hai mũi vaccine là không đúng sự thật. Nếu mà tôi cố tình để được tiêm hai mũi thì tại sao tôi phải thốt lên làm gì? Sáng 23 tháng 6, tôi ra phường báo cáo về sự việc này. Giờ tôi đang ở nhà, sức khỏe vẫn đang ổn định. Ông Minh nói và cho rằng cần phải làm rõ quy trình về điều phối của nhân viên y tế, tránh trường hợp lặp lại như của ông. Theo một chuyên gia y tế, trước đây khi nghiên cứu loại vaccine AstraZeneca phòng COVID-19, người ta đã tính tiêm 1 ml vaccine cho mỗi lần tiêm. Tuy nhiên, sau này người ta thấy chỉ cần tiêm 0,5 ml là đã đủ. Do vậy, nếu người này được tiêm 2 mũi trong một thời gian ngắn như vậy thì coi như phí vaccine mũi 2 chứ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 phải cách mũi đầu từ 4 đến 12 tuần để hệ thống miễn dịch của cơ thể kích hoạt lại, tiếp nhận mũi vaccine tiếp theo cho có hiệu quả. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhận xét phải xem lại quy trình tiêm vaccine này để tránh những trường hợp như trên. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 cập nhật 23 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.